top 3 sự thật thú vị về đất nước Trung Quốc mà có thể bạn chưa biết. 1. Người Trung Quốc ăn bất cứ thứ gì có thể chuyển động. Đây là một câu nói mang tính hài hước khi nói về thói quen ăn uống của người Trung Quốc. Tuy nhiên trên thực tế, người dân Trung Quốc có thể ăn rất nhiều loài động vật như cá sấu, rùa, cá mập, ếch, thịt chó mèo, rán, côn trùng. Nên ẩm thực địa phương rất phong phú mà cách chế biến các món ăn cũng vô cùng đa dạng. 2. Tàu tại Trung Quốc có thể đạt vận tốc gần 500 km/h. Tại Trung Quốc có nhiều tuyến đường sắt mà tàu có thể đạt được vận tốc 350 km/h. Tuy nhiên, kỷ lục về tốc độ tại Trung Quốc từng được lập vào năm 2010 là 486 km/h. Đây là quốc gia có những chuyến tàu nhanh nhất thế giới. 3. Những thành phố ma và 64 triệu ngôi nhà hoang. Trong khi có khoảng 30 triệu người Trung Quốc sống trong các khu vực hẻo lánh bậc nhất, hàng triệu người khác phải sống chui rúc chật chội trong các căn hộ bé nhỏ thì đất nước này cũng tồn tại rất nhiều thành phố ma. Ước tính có khoảng 64 triệu tòa nhà bỏ hoang tại đất nước này mà không có ai sống cả.